bảo sao cậu vàng ăn uống hút chích khỏe thế. Cậu vàng nhỉ, sao trông nó lại như thế này? Mẹ con chó, mày ăn nói cho cẩn thận. Cái loại chó mà suốt ngày đòi ăn ba tê uống sờ tinh như nó thì nuôi làm gì? Loại nó mà cũng đòi đóng phim. Mẹ mày. Ông giáo ơi, cho tôi xin. Tôi Hạc đây. Cậu vàng đi đời cho ông giáo ạ. 5.000 đô. Tôi phải lừa nó, dụ nó lên Trần Duy Hưng để tìm chó cái. U cậu đang phê thì thằng Mục, thằng Xiên vào trói cổ lôi đi mất rồi. Mày nói hơi nhiều rồi đấy. Bố mày lại bẻ mẹ mày gậy đi bây giờ. Con chó này, mày dám láo với cụ à? Mẹ mày. Bỏ cái kiểu thượng đẳng đấy đi, bỏ đi mà làm người. Thôi, hai thằng chúng mày tàng hình đi, để bà con lên nghìn chín. Sự bố láo của nàng đã va phải vào cơn vã của Chí. Tối đó, hắn mượn cớ sang sửa ống nước, rồi đã lắp hai mảnh đời khốn cùng vào với nhau. Hình vuông là bố của hình chữ nhật, quỳ tím sẽ trở thành quỳ xuống nếu gặp một phản ứng hóa học khó đỡ. Cánh paparazzi kháo lên rằng tôi bị ngáo đá nên mới hại bá kiếm. Nhưng sự thật là tôi bị ngáo sự lương. Năm đó tôi đi tù, bá kiến hưởng thọ 70. Còn dân làng Vũ Đại thì ăn cả lô lẫn đề. Mày lên đây trêu gái, chứ vật cái gì? Trong tôi có đủ 200.000 không? Nhưng mà tao có trái tim, còn mày có gì? Từ ngày thấy A Phủ, mị bỗng muốn đi chơi. Trên thế gian chỉ có hai người không thể múa quạt là Doraemon và mị. Mị nhớ những festival EDM đẳng cấp, những màn rap battle, những trận đấu b-boy nảy lửa của đám trai bản. Mị còn trẻ, mị muốn đi chill. Mày có giỏi thì đánh tao đi. Chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi. Xin cô hãy tôn trọng hàm răng của mình. Mày chỉ là một ngọn cỏ ven đường, quanh năm người cứt chó, với thế nào được mây như tao. Này thì mây này. Toàn rồi, toàn thật rồi bố em ạ. Con nợ thì phải trả. Chúng ta hãy sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky bố em ạ. Nó là điển hình của một đứa trẻ trâu chính. Trả tiền đi, không tao ném cứt vào bể nước nhà mày đấy. Ấy, sao bác nhảy vào bể nước nhà em thế? Các múi cơ mặt đang phản bội mày. Mày đang sử dụng tần số 39Hz để giao tiếp. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Cuộc sống giống như một điệu nhảy tango. Tao lùi một bước thì mày chỉ được tiến một bước. Nhưng nếu mày tiến hai bước, mẹ mày. Nói đi, tên là gì? Tao có biệt danh là Vua Lì Đòn. Nguyễn Văn Tràng, 40 tuổi, nhà xóm ngụ cư. Vì tao là con người, mà con người thì có lương tâm. Lương tâm của mày còn ít hơn cả điểm thi hóa của tao. Hay là em chấp nhận mã gen của anh nhé. Những đôi môi hút thuốc đều là những đôi môi đang thiếu những nụ hôn. Há mồm ra, mãi bên nhau bạn nhé. Tao không muốn một nụ cười hóa học. Em làm sao thế An? Thà để mồ hôi rơi trên trang vở còn hơn là bị vỡ tuyên lệ trong lúc làm bài thi. Công thức hóa học của trà sữa là gì? Terasua. Nghe theo con tim. Để nhận lại những điều sai trái ư? Trái tim đã bao giờ nằm ở bên phải đâu. Sao còn ở đây? Người ta chưa bắt em ra pháp trường à? Tại sao? Bởi vì xinh đẹp là một tội ác. Em nằm trong top 8 tỷ gương mặt đẹp nhất thế giới đấy. Sao anh đánh em? Anh có đánh em đâu, là đạo đức đánh em đấy chứ. Nếu Rapunzel để lông chân, cô ấy sẽ có một đôi tất. Nhưng nếu em để anh nắm tay, em sẽ có cả một chiếc váy cô ra. Ngày xưa mà không yêu anh thì bây giờ Blackpink đã có đến 5 thành viên rồi đấy. Nó đến
đúng vào thời điểm tôi đang thiếu giấy vệ sinh, giấy mịt đấy. Quan điểm sống của em là gì? Hoa rơi cửa Phật, vạn sự tùy duyên anh ạ. Mày có biết bố tao là ai không? Tại sao tôi lại phải trả lời anh? Mày sẽ đi bằng đúng với thời gian, xây dựng tuyến đường sắt trên cao. Nấu cái gì thế? Đang nấu tương lai của chúng mình đấy chí ạ. Nếu cứ ăn như thế thì chương trình Thế giới động vật của VTV2 sẽ chỉ còn chiếu về chúng ta thôi.